Quay thêm một chiếc nữa nha. Để chạy ra đây cái đây. Này 3408 luôn. Chạy lẹ ra luôn á. Rồi được rồi. Để máy luôn đi. Dỡ cấp ra luôn. Dỡ cấp ra giùm tao luôn. Đang
gắn lên cái chốt đây xong rồi. Rồi chào mọi người nha, đây là kho máy hiện tại của mình. Rồi mình cập nhật tình hình máy có trong kho của tháng 1 năm 2019 đó. Này, số lượng máy còn cũng khá là nhiều. Thì hàng cũng về liên tục, tuần nào cũng mới về hết á. Máy gặt thì nhiều lắm. Nhưng mấy cái này mới về nè, đang ráp vô. Những cái chỗ nào móp móp thì mình sẽ làm lại hết nha, khi nào mua mình làm nha. Còn không gắn cái mới. Cái máy này chất lượng còn cao, mình để phía bên đây. Còn trung bình thì bên đây. 95 với 105 để trong kia. Máy này có biển số nữa nè. Thì máy cài lớn thì hiện tại mình để trong đây nha, không có để trước nữa tại nó chật chỗ quá. Này là 6040, cái này là 7040. Phía bên đây là để 105X với lại DC95 đây. 95 còn 3 chiếc nhưng mà hôm qua khách mới lấy 1 chiếc kìa, giờ còn 2 chiếc thôi. Đây là 1 chiếc DC95 rồi. Thì mọi người muốn biết cái giá của từng chiếc thì mọi người vô cái phần danh sách máy cũ từng chiếc á, mình có quay trong đó, có để giá trong đó luôn, phần danh sách phát á. Máy trung bình thì chất lượng nó sẽ về thôi, nó còn 80%. Thì khi mua mình sẽ làm bảo dưỡng cho mọi người trước khi giao tới nhà nha. Đi xong rồi đó mình sẽ quay quá trình bảo dưỡng. Rồi đây có gì quay máy cài đây. Đây máy cài thì về nhiều lô lắm, mình cứ bán liên tục cho nên là hàng nó cứ ra vào. Đây số lượng ở phía trước nè, còn phía sau kho nữa. Mọi người muốn mua cái máy gì thì mọi người cứ gọi cho mình một tiếng để mình báo chính xác coi nó còn trong kho hay không, thì báo cái giá luôn. Hiện tại thì mấy cái lô hàng kia đang về tới nữa, đang trên đường về. Về tới mình sẽ làm video của từng lô, có để giá sẵn luôn trong danh sách của từng chiếc á. Cái này lô máy cài mới về 10 chiếc nè, 3408 với 4008, giờ đang gáp vô hoàn chỉnh nè. Mọi người cứ tới xem được rồi đó. Alo. Đây mấy cái lô máy này mới về, cũng còn ok lắm. Số đó đây. Này lô máy container mới về nha mọi người. Về bữa nay ngày 24 tháng 8. Giờ đang ráp vô nha mọi người. Ráp hoàn chỉnh lại cho xong hết.
Đây là cái mà khu vực mình bảo dưỡng máy, làm lại bảo dưỡng máy là cho khách ha. Đây thì cái máy đã hoàn thành rồi nè, dù đã bảo dưỡng xong thì để đây nằm chờ xe nha. Dù như mấy con này đi Cần Thơ nè, máy này đi Cần Thơ thì đợi khách chuyển tiền là xong thôi. Còn cái này đi Triệu Sơn hay gì nè, 95, máy đẹp nè, được chờ xe, xe đang vào. Đây là khu vực mà mình làm lại máy, bảo dưỡng máy cho khách nè, sẽ bảo dưỡng máy công thợ miễn phí nha mọi người, có tặng kèm phụ tùng. Ví dụ như cái máy này thì đi Thanh Hóa nè, còn cái này đi Hà Tĩnh. Đây máy này đi Hà Tĩnh nè, còn máy này thì đi Hoàng Hóa Thanh Hóa hay gì. Rồi xin chào mọi người nha. Nếu mà mọi người cảm thấy thích cái kênh video của mình á, thì ở phía đây nè sẽ có hiện cái nút đỏ nút đăng ký á, thì mọi người nhấp vào đó là mọi người sẽ theo dõi cái kênh bán hàng của mình. Thì ủng hộ mình bằng cách like video ha. Cảm ơn mọi người nha. Đây là ở phía dưới công ty nha mọi người. Thì cái địa chỉ của mình đây là đường quốc lộ 53 nè ha. Mình đang ngay đầu đường quốc lộ 53, địa chỉ số 167 á, huyện Long ý của ấp Long Thuận An, xã Long Phước, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Thì mọi người muốn dễ đi hơn thì cứ gần xa xa đây có một cái chỗ, cái tòa nhà trắng là cái Bệnh Nhi Đa Khoa tỉnh Vĩnh Long á, thì hỏi người ta Bệnh Nhi Đa Khoa ở đâu là mình công ty mình cách đây có khoảng đúng cây số, qua một cái cầu me lớn nha. Cầu ông me lớn. Rồi cảm ơn mọi người nha.